mọi người, thì mình vừa mới tới Gia Lai, Pleiku. Bây giờ thì đã hơn 8 giờ rồi và mình thấy hàng quán cũng nghỉ nhiều mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái gì đó về khách sạn ăn cho nhanh luôn. Rồi nghỉ ngơi, sáng mai mình sẽ đi tham quan Pleiku ha. Mình chấm một cái quán bánh mì gần khách sạn mình để xem ở đây bánh mì có khác gì Sài Gòn không nha. Này, thành phố Pleiku rất là lớn nha. Mình thấy cũng ngang ngửa Buôn Mê Thuột á, rộng lớn lắm luôn. Này, quẹo quanh đây là tới chỗ bán bánh mì. Mình thấy trên Google ghi là 9 giờ mới đóng cửa, mong là giờ vẫn còn bán. Đâu rồi? Ở Mỹ Lệ. Mười bảy Hoàng Văn Thụ. Ở đây có một cái chợ rất là đông đúc luôn, bán đồ ăn rất là nhiều. Đây có xôi, bánh bao, đủ thứ. Mình thấy một món đặc sản của Gia Lai là bún cua thúi cũng có trong này nữa. Bánh mì đóng cửa rồi, cháu dòng lại lên trên kia đi, kiếm cái gì mua ăn tạm đi. Mình đã quay lại cái chợ hồi nãy. Giờ mình sẽ ghé một cái quán nào để mua xôi ăn đi. Mình muốn ăn xôi. Ở đây có xôi heo quay với lại xôi mặn, xôi gà. Chắc là mình sẽ kêu một hộp xôi thập cẩm. Ở trên bàn thì cũng đã vơi đồ ăn đi nhiều rồi mọi người. Bây giờ thì cũng đã khá là trễ so với một cái thành phố ở trên vùng cao như thế này rồi. Đi chạy quê. Đi chạy quê. Dạ. Không, cái gì em có mà dạ. Đi chạy quê bên tôi. Cái miếng đó đó. Sườn. Sườn hả? Dạ. Sườn. Ở đây mình có xôi sườn. Xôi mặn với gà làm nước mắm. Dạ, gà làm nước mắm. Nước mắm. Con thấy có heo quay, là có heo quay không? Heo quay không. À không, không có heo quay. À dạ. Chị mình bán có bán hộp mà đầy đủ là hết luôn không? Có. Dạ, dạ, dạ. Bao nhiêu làm? 30, 20. Là mình bỏ đầy đủ vô hết được luôn đúng không ạ? Dạ, rồi. Cho em một hộp đầy đủ luôn nha chị. Rồi, rồi chị. Dạ, dạ. Ngoài trà. Thời tiết bây giờ đang là 25 độ mọi người. Trời hơi hơi lạnh ha. Mà xôi bốc khói nghi ngút luôn. Cái đó là gà ram mặn, còn cái bên đây là sườn, có trà bông nè, chả. Đây là ba tê đúng không chị? Thịt bằm á. À thịt bằm hả? Chứ không phải là ba tê. Không có làm gan. Dạ dạ, đây là thịt bằm. Vậy ăn đầy đủ chị? Dạ đầy đủ, cho em đầy đủ nha chị. Cái này bỏ thịt bằm lên, rồi xong rồi mình bỏ mấy cái đó là gà ra mặn đúng không? Gà chiên mắm á chị. Dạ. Sườn là giống như là sườn mình ăn cơm hả chị? Sườn cốt lết, xong em ướp mật ong. À mật ong. Em mới nướng, lò nướng. Dạ. Nướng lò vi sóng á chị. Dạ. Có trứng cút nè. Cho đúng là chả rồi, đầy đủ hết. Dạ. Dạ, đậm á. Dạ, em gửi tiền, em cảm ơn. Kế bên có bán hộp gà nướng. Qua mua hộp gà nướng. Dạ, dạ. Hộp gà nướng của ai bán? Hộp gà nướng, bao nhiêu một trứng vậy em? À, 3 trứng 20 hả? Vậy lấy cho chị 3 trứng đi. Hộp gà nướng. Này món, một món mình rất là thích khi ở dưới Sài Gòn mình cũng thường hay ăn vào buổi tối như này mọi người. Một trứng lẻ thì bao nhiêu em? 7 ngàn. Mua 3 trứng thì 20. Ở bên này cũng có xôi nữa mà, xôi gà roti. Mình đã mua xôi rồi, chết rồi nãy
kêu mua sao gà rô ti, cứ lỡ mua bên này bánh chén nướng. Ê, bánh chén nướng này lạ nè. Bánh chén nướng bao nhiêu một cái hả? 12.000. Cho em đa đầy đủ luôn hả anh? Dạ, cho em một cái nha. Đây là bánh chén nướng. Cái bánh chén này nó màu vàng là nó bánh nghệ. Dạ, lạ hả? À, cái này là mình bán như thế nào ạ? Đùi 40-50, tính ra là mình. À, nếu mà đùi thì 40-50, này là gà rô ti hả chị? Dạ, lấy em một hộp đùi đi. À, cái này là thịt bằm, là bỏ chung với xôi luôn hả chị? Ở trên này thì người ta không có dùng pate mà dùng thịt bằm giống dạng sứ mạng nha mọi người. Chị bỏ thịt bằm lên. À, đây là gà, mình lấy một phần đùi ha. Yeah. À, nhìn hấp dẫn không? Đây, xôi dưới này. À, cái này là xôi cháy hả chị? Rồi, hộp gà đùi gà này là 50 luôn mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển về khách sạn đây. À, về đó mình nhận phòng, quay cho mọi người xem, với lại ăn thử những cái món ăn mà mình đã mua nãy giờ nha. Mình đã về tới khách sạn rồi mọi người. Ở đây là khách sạn Pleiku Highland ha. Ở số 157 đường Thống Nhất. À, ở đây là khách sạn mới. Mình tìm thấy trên Agoda. Ngay cái bảng thông báo sẽ có liệt kê luôn là từ đây tới những cái chỗ giải trí thì còn cách khoảng bao nhiêu cây số nè. Ví dụ như bến xe Gia Lai thì 3,7 km. Rồi biển hồ là 10 cây. Chùa Minh Thành, công viên Diên Hồng, quảng trường Đại Đoàn Kết. Đó, cũng hay ha. Cái khách sạn này có chỗ để xe hơi luôn nha mọi người. Còn xe máy thì để hướng này, xe hơi thì để trong đường hẻm. Ở phía dưới có một cái bãi riêng luôn cho khách sạn. Đây, phòng của mình nè, sạch sẽ, tương đối nhỏ nhưng mà được cái là mới nên là thiết bị còn rất là mới mọi người. Đó, từ chăn ga gối nệm cho tới bàn kệ ha, có trang trí cái cây nhỏ nhỏ nữa. Phòng này thì là phòng tiêu chuẩn, hạng phòng thấp nhất ở đây. Đó, có một cái cửa sổ cho nó thoáng nữa nè, nhìn ra phía ngoài. Mình có thể mở ra, bây giờ thời tiết đang khá là mát mẻ nên mình mở ra cho nó hưởng không khí của Gia Lai mọi người. Bên kia có cái bàn làm việc, trang điểm nè, rồi có cái tủ. Rồi phía dưới này thì có tủ lạnh, có bánh kẹo, bình nấu nước siêu tốc ha. Bên này có luôn cái tivi, ở trên là máy lạnh. Ở trên đây mát mẻ vậy thôi nhưng mà vẫn có máy lạnh đàng hoàng nha. Còn đây là toilet. Toilet rất là rộng luôn, sâu ra tới đây luôn nè. Trong toilet có khăn lớn, khăn nhỏ. Bên đây là vòi sen, rồi sữa tắm, dầu gội ha. Hướng khu vực này thì là bồn rửa mặt. Có máy sấy tóc ở đó luôn, rất là tiện, rất là sạch sẽ mọi người ơi. Rồi thì cái phòng này mình book giá là 480.000 cho một đêm ha, rất là rẻ. Mình sẽ để đường link ở phía dưới phần mô tả để mọi người tham khảo. Rồi đây là cái hộp xôi nãy mình mua lúc đầu. Nãy đi vòng vòng quanh chợ cầm nhiều đồ quá cái rớt. Nó như vậy à. Thôi bây giờ mình cứ ăn thử xem sao nha. Xem xôi ở đây có khác gì ngoài Sài Gòn không. Trước tiên là mình thấy cái phần pate nó được thay bằng thịt bằm rồi. Là thấy lạ rồi đó mọi người. Thơm. Thơm và đậm đà mọi người. Hồi nãy cô có trang cái nước sốt lên á, nên ăn nó rất là đậm đà. Ở đây cô không có xịt nước tương mà bỏ cái nước sốt lên. Thịt ướp cũng vừa ăn nữa. Cái sườn này là ướp chung với là mực ong nên nó sẽ có cái vị ngọt nhẹ. Ôi trời ơi, hôm nay chắc là mình no căng bụng đây. Đây hộp xôi. Hộp xôi 50.000 mọi người. Quá trời luôn, nguyên một cái đùi chà bá lửa luôn. Ông là trời. À, dưới này thì sẽ là thịt bằm với xôi ha. Mình ăn bóc luôn nha mọi người, ăn xôi, ăn gà mà ăn thịt gà mà. Mọi người thông cảm nha. Mọi người cắn ở đâu đây? Gà hơi khô. Ướp thì cũng vừa ăn. Mình thấy gà được nha mọi người, cũng không có quá xuất sắc nè, hơi khô quá.
khô so với cái tông của mình. Thử miếng xôi. Xôi trên này cô có bỏ thêm hành phi nữa. Hành phi nè mọi người. Xôi dẻo nhưng mà kiểu cảm giác nó vẫn khô mọi người. Thôi ra mình thấy nó khô á. Gà với lại xôi hơi khô. Cái món này mình cảm thấy không quá xuất sắc. Nói chung là ăn được thôi à. Cái xôi đầu tiên thì nó được cái dẻo và nó sẽ không bị khô. Mình thích cái xôi đầu tiên hơn. Đây là hộp gà nướng. Ở trên là tiêu nha mọi người. Thơm. Quán thì cho chén nước sốt như thế này. Ở dưới mình thì lại cho muối tiêu tắt ha. Và chấm vô thử. Mình cảm nhận được độ béo. Béo hơn nha. Với lại cái sốt chấm này ngon, mọi người làm ngon. Vừa ăn nó sẽ chua chua mặn mặn nè. Ngon nha, cái quán này làm ngon. Béo. Thơm nữa. Đây là món cuối cùng, bánh tráng nướng. Thì cái bánh tráng ở đây người ta pha chung với nghệ mọi người. Nên nó có cái màu vàng. Ở trong thì sẽ có tương ớt với lại sốt và cả thịt bằm. Giòn. Ngon. Ngon và lạ nữa. Ăn vô sẽ thơm mùi nghệ. Thịt nêm nếm là vừa ăn. Và nó có vị béo béo của sốt mayonnaise. Ngon. Cái này ngon rồi nha. 12 ngàn rẻ quá. Mua hết nguyên một bạn đồ ăn như thế này chỉ có tốn 102.000 thôi. Chưa về là thấy đồ ăn nó rẻ rồi đó. Tiền khách sạn cũng rẻ luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn hết cái chỗ này đây. Và sáng mai mình sẽ đi tham quan Gia Lai nha mọi người. Xin chào mọi người. Sáng nay mình sẽ đi ăn một món đặc sản của Gia Lai nha. Đó chính là phở khô hai tô. Ở đây mình có một cái tiệm rất là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ đi qua đường đi tới cái tiệm đó nha mọi người. Đây, phở khô Gia Lai Hồng. Quán này tên Hồng, có ghi đặc sản nổi tiếng Tây Nguyên luôn. Ở đây mình thấy được đánh giá khá là cao á. Tiệm rất là lớn nha mọi người. Đây, đây. Đây là không gian của quán nha mọi người. Rất là rộng rãi nha. Và ở đây được cái là mình đi cái giờ này thì cũng hơi vắng rồi. Nhưng cũng đỡ, mình nghĩ là buổi sáng sớm sẽ rất là đông á. Phía bên kia là cái quầy chế biến. Ở đây là khu vực chế biến nè. Phở khô hai tô. Đây là cái tô người ta sẽ làm bánh phở trước. Ở trên thì có tóp mỡ, rồi thịt bằm. Và ở trong đây là có thêm nước sốt lắm chị. Có thêm một ít ớt nữa. Còn tô nước dùng sẽ có bò viên với lại thịt bò, một ít hành, đậu thơm. Thịt bò đây thì mình đã thấy làm tái tái sơ rồi nha mọi người. Bún hả? Mình trộn đều lên cái chị. Dạ. Còn cái này cho chủ. Dạ mình bỏ vừa vừa thôi rồi cái này mình chấm với cái nước ăn. Cái này là làm một cái gì chị? Dạ cái này làm từ tương bằng hả chị? Tương bằng. Đậu nành á. À đậu nành. Cái tương này thì quán sẽ làm theo công thức nhà làm. Mỗi quán có một cái đặc trưng riêng mọi người. Cái tương này sẽ quyết định được cái món ăn là nó ngon hay không nữa. Cái tô nước dùng của mình thì cũng khá là nhiều thịt ha. Ở đây mình kêu bò viên với lại tái thôi. Ở đây chỉ có hai loại thịt này thôi. Sẽ không có xương hay các loại tấp binh khác. Cái sợi phở khô ở đây thì nhìn rất là giống hủ tiếu ở dưới mình. Nhìn cái sợi y chang như hủ tiếu của mọi người. Cái này thì mình nên ăn lúc còn nóng để sợi phở nó không bị quá dính, không bị bở nữa. Nó sẽ khi mà mình bỏ tương vô thì nó sẽ tơi tơi ra. Mời mọi người ăn sáng nha. Thử trước miếng phở khô. Theo cái khẩu vị của mình thì mình thấy ngon nha mọi người. Mấy tương làm rất là vừa ăn. Ai mà thích ăn đậm đậm một chút xíu thì bỏ nhiều hơn. Ngay trong đây được cái tóp mỡ anh ăn nó sẽ dùng dao.
Giờ thử qua một miếng nước súp. Miếng cục bò viên nữa. Bò viên dai dai mềm mềm luôn. Ngon hả? Thịt bò. Thịt bò cũng mềm luôn. Nhưng mà nó bị bán ok, bán ngon nha mọi người. Mọi người nếu mà có lên Gia Lai thì có thể ghé quán này ha. Mình vừa mới tới khu du lịch biển Hồ, tức là Hồ Tình Nưng mọi người. Ở đây là một cái điểm tham quan rất là nổi tiếng tại Pleiku Gia Lai. Thì chỗ này ngày xưa thì chỉ là một cái hồ thôi. Sau này thì chính quyền nó làm thêm một bức tượng Phật ở trong đây để làm chỗ này thành một nơi vừa là điểm tham quan vừa là nơi du lịch tâm linh nha. Bây giờ mình sẽ vào mua vé tham quan trước. Vé tham quan chỉ có 10.000 đồng thôi, rất là rẻ. Thì ở khu vực này có bãi giữ xe ô tô phía bên kia. Còn ở phía bên này thì bãi giữ xe máy. Ở đây là cổng chính, lối vào trong khu vực biển hồ Pleiku. Thì di chuyển trong đây mình thấy có xe điện nè. Chắc là mình sẽ mua vé xe điện chở vô hả? Khu vực bên này thì mình thấy có bán nước uống, bánh kẹo. Có khu để cho ngồi nghỉ ngơi nữa. Ở đây bên này thì bán vé xe điện ha. Chị ơi, em vé xe điện thì bao nhiêu vậy? Dạ, con nghe một người một chiều đi á chị. À, dạ, hai chiều thì là 20. À, hai chiều. À ok, cho chị hai vé. Bây giờ ngồi đợi hả em? Xe dưới lên đón liền. À ok. Ở trên đây cây cối rất là nhiều. Mặc dù là trời nắng, bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa rồi, nhưng mà do cây nhiều nên là rất là mát. Đây là nguyên một cái rừng thông luôn á. Khi nãy mình đi ở ngoài là bướm bay rất là nhiều. Lâu lắm rồi mình mới thấy là bướm bay như thế này. Thường thì những cái đàn bướm này thì ở trong rừng mới có đó mọi người. Hoặc là chỗ nào mà hoang sơ, thiên nhiên còn chưa có được khai thác nhiều quá thì bướm nó mới sống theo đàn như thế này. Và nó đang bay rất là nhiều luôn, mà bay dọc nguyên con đường này luôn, từng đàn rất là đẹp. À, bây giờ di chuyển vào trong biển hồ, wow, mát quá. Thời tiết bây giờ nó se lạnh đó, nên là không khí gì này. Wow, mát quá kìa, bướm bay quá trời. Mình nhả ra thì nó lại xuống cái hồ. Thì mình sẽ di chuyển xuống biển hồ này. Còn mình đạp ga là nó chỉ 30 thôi, quay đầu thôi, nó không quá 30. Vậy thì lúc nó dừng lại, nó tăng dây của loa là nó cứng. Wow, hồ rất là rộng luôn. Nó chuẩn bị hồi xuân rồi đây. Nó thay lá chú ơi. Mình đã tới khu vực biển hồ rồi. Ở đây là một dãy đất sẽ đi ra giữa hồ. Cảm giác rất là linh thiêng đó mọi người. Tại ở giữa một cái hồ bự như thế này, có một cái tượng Phật ở giữa nữa. Wow. Ở bên kia có chữ biển hồ Pleiku. Thì cái hồ này rộng 300 hectare, rất là to. Và là hồ chứa nước ngọt nha. Thì cái lượng nước ngọt ở đây sẽ cung cấp cho toàn thành phố Pleiku luôn mọi người. Nên ở đây người ta giữ gìn vệ sinh rất là nghiêm ngặt luôn. Theo các nhà khoa học tìm hiểu thì cái biển hồ này chính là một cái miệng núi lửa đã ngưng hoạt động rất là lâu rồi. Ban đầu thì mình cũng thắc mắc là tại sao ở đây người ta gọi là biển hồ. Thì mình tìm hiểu được là khi vào mùa mưa thì khi mà trời mưa lớn á, nước trong hồ sẽ gợn sóng y như ngoài biển. Nên người ta gọi ở đây là biển hồ nha mọi người. Thì xung quanh đây mình thấy có rất là nhiều cây bằng lăng mà bị trụi lá hết rồi mọi người. Có vẻ như là mùa này không phải là mùa lá đẹp nhất của nó. À, đây có một cái cây bồ kết nữa nè. Trái quá trời luôn. Wow, cái hồ rộng là tới bên kia luôn ha. Thì ở đây sẽ có hai hồ thông với nhau. Và ở đây là khu vực của rất là nhiều loài chim sinh sống. Vào mùa khô á,
thì cái hồ này nó sẽ cạn và chim sẽ xuống dưới cái hồ này để lấy thức ăn mọi người. À, dưới này thì sẽ có rất là nhiều cá, đó là chuyện chắc chắn rồi, và đó là một cái món ngon cho những cái con chim. Ở khu vực này thì mình thấy có một chỗ để mọi người có thể ra chụp có cái view đẹp nè, đó, như cái chỗ đó ha, giống như một cái đài vọng cảnh. Ở hướng bên này thì có cầu thang để đi xuống sát hồ hơn. Ai mà gan lên một chút xíu thì có thể đứng ở phía kia luôn kìa. Mình thấy có một cái ván gỗ đứng sát bờ sông. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua một cái điểm tham quan mới. Ở bên này cũng rất là đặc biệt. Để qua đó mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết nha. Cũng thấy được ở ngoài có ghi cái bảng là núi lửa chưa đăng gia ha. Và mình đã tới được cái ngọn núi lửa rồi mọi người. Ở đây thì có một cái quán cà phê view núi lửa luôn. Mình gọi nước, có menu không ạ? À đây có mấy món này đúng không? Sữa gạo, sữa đậu matcha, sữa đậu xanh, hạt sen. Dùng ở đây, ngồi ở đâu ta? Bên kia cũng được. Ở bên đó có toilet không ta? Dạ có. Ok, cảm ơn. Em hai cà phê sữa luôn đi. Đây, em lấy một bịch chuối sấy. Phải không? Chuối sấy không đường. Lấy bịch mới ha. Dạ rồi. Em gửi tiền hết luôn. Tổng là 90, đúng không? Chưa có thử, chưa. Chưa có mở gì hết á. Đây, tiệm cà phê hoa giả quỳ Green Belly. Giữ đủ luôn đi, không sao nha. Núi lửa chưa đăng gia là phía này luôn hả? À hướng này hả? À rồi. Là cũng là núi lửa luôn hả? Dạ không, cái này là núi cao nhất của Gia Lai. À. Ủa cái núi này là mình có thể đi bộ lên được luôn hả? Cái chưa đăng gia. Ồ. Anh chéo bây giờ nắng nó đi lên chảnh xỉu luôn á. Tại vì có ở dưới chân núi á thì có mấy anh chị chở lên. Ồ vậy hả? À, nhưng mà giờ nắng ha. Hai chị cũng cần nghỉ ngơi, cũng có một cái võng. À không cần. Chị mới từ khách sạn ra đây không sao đâu. Rồi cảm ơn. Rồi, núi lửa chưa đăng gia ngay phía trước mặt mình luôn. Ở đây có toilet nè. Mình sẽ di chuyển xuống cái nhà dưới này ngồi cho nó mát. Đây, view triệu đô. Thương kìa. Đây, ở đây, ô mát kìa. Ở đây tại có mấy cái cửa sổ thì gió nó luồn vô nên rất là mát. À, cái vì mình ngồi đây cái mình nhìn ra cái núi lửa ngoài kia kìa. Ở chỗ này thì chỉ có một cái quán cà phê duy nhất này thôi mọi người. Nãy như là cái bạn chủ quán bạn có chia sẻ là nếu mà mình muốn di chuyển lên trên núi lửa thì ở gần núi lửa sẽ có mấy cái anh xe ôm, anh sẽ chở mình lên trên đó tham quan rồi mình chở mình đi xuống lại. Bây giờ thì trời rất là nắng nên mình sẽ không lên đó đâu. Cái mùa đẹp nhất của núi lửa chưa đăng gia là vào tầm khoảng tháng 11, 12. Mùa đó thì mùa hoa giả quỳ nở mọi người. Giờ mình đi thì nó đã qua mùa rồi và cũng chưa tới cái mùa gặt, nên là ở đây chưa có trồng trọt gì nhiều hết. Nên nó đang là dạng cỏ cháy ha. Lý do mình muốn tới đây là tại vì đây là cái ngọn núi lửa đẹp nhất Việt Nam. Cái tên Chưa Đăng Gia này là theo tiếng của người Gia Rai, nếu mà dịch ra tiếng Việt của mình là củ gừng dại. Và cái ngọn núi lửa này là cái ngọn núi hoạt động mạnh nhất ở khu vực Tây Nguyên cách đây hàng triệu năm. Nếu mà mọi người có xem video về đi thám hiểm cái ngọn núi lửa bên Công Lô của mình á, thì cũng mọi người cũng sẽ biết thêm là trên khu vực Tây Nguyên này có rất là nhiều ngọn núi lửa. Nãy mình có mua một bịch chuối sấy nè. Chuối sấy này không đường. Rất là giòn. Và cái vị ngọt của nó rất là nhẹ.
mình sẽ cảm nhận được vị ngọt á, nhưng mà nó không có phải là ngọt do đường mọi người, ngọt do từ chuối, rất là ngon nha. Mình nghe nói với cà phê của vùng Gia Lai rất là đậm, mà sáng mình cũng mua một ly cà phê sữa rồi, mình thấy cái màu nó đậm thiệt. À, với những người mà bị say cà phê như mình thì không nên uống quá nhiều cùng một lúc, sẽ rất là bị dễ mệt tim á mọi người. Cảm nhận là nó đậm liền luôn á. Vậy là mình đã xong một ngày tham quan ở Gia Lai Pleiku rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển lên Măng Đen. Và ở Măng Đen mình sẽ ở 2 ngày. Hiện tại thì Măng Đen đang là một điểm du lịch đang rất là được mọi người ưa chuộng. Và người ta biết đến Măng Đen giống như là một vùng đất để mà mình có thể nghỉ ngơi, chữa lành tâm hồn, xa rời công việc. Cũng chính vì vậy mà mình rất là tò mò về Măng Đen. Và chuyến này mình quyết định ở lại Măng Đen 2 ngày để tìm hiểu thêm về Măng Đen cũng như là chia sẻ thêm thông tin cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên Măng Đen đây. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.